Theo thông tin từ Tiền Phong, PLO cho hay chủ nhân của con bò bị Tuấn Khỉ dùng súng bắn chết vừa gửi đơn yêu cầu đòi bồi thường 40 triệu đồng. Đơn này được gia đình chủ bò gửi cho công an thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đang trực tiếp điều tra vụ Lê Quốc Tuấn, tức Tuấn Khỉ, sinh năm 1987, xả súng khiến 5 người thương vong vào đêm 29 tháng 1 ở huyện Củ Chi. Con bò chết do trúng đạn của Tuấn Khỉ đêm 29 tháng 1 ở Củ Chi. Ảnh Tiền Phong, gia đình chủ hộ trình bày trong đơn rằng trong đêm xảy ra vụ án, con bò của họ bị trúng đạn chết khi đang ở trong chuồng cạnh sòng bạc. Chủ bò khẳng định trong đơn không hề liên quan đến sới bạc, mà chỉ là nhà hàng xóm bên cạnh. Trong đơn trình công an, chủ bò còn miêu tả lại thời điểm diễn ra vụ việc có nhiều con bò khác, nhưng may mắn đã thoát chết. Do đó, họ chỉ đòi bồi thường một con bò đã chết với giá trị 40 triệu đồng. Như thông tin đã được đưa trước đó, vào các ngày 29 và 30 tháng 1, trên địa bàn huyện Củ Chi đã xảy ra vụ án làm 5 người chết và một người bị thương do Lê Quốc Tuấn, sinh năm 1987 ngụ huyện Củ Chi thực hiện. Tuấn Khỉ ảnh, PLO. Đến nay, cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ 12 bị can để điều tra về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Trong số những bị can này có bị can Phạm Thanh Tâm, 33 tuổi, Tự Tý Bà Chòm và Lê Quốc Minh, 27 tuổi. Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra K thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra, làm rõ. Let's Block S.